Bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 6 tháng 5 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị một tuần lễ mới thật nhiều niềm vui và xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe. 7 loại trái cây mùa hè giúp gia tăng miễn dịch. Planters thu hồi một số hạt đất do lo ngại có thể bị nhiễm Listeria monocytogenes. Theo một thống kê mới Hoa Kỳ, hơn 1 triệu trẻ em đã mất cha hoặc mẹ do sử dụng ma túy quá liều hoặc bạo lực súng đạn trong 2 thập niên qua. Los Angeles bắt 8 nghi phạm tịch thu kho hàng trộm trị giá hàng triệu đô la. Chạy xe với tốc độ cao đụng vào cổng của tòa Bạch Ốc vào đêm thứ Bảy, tài xế thiệt mạng ngay lập tức. Tin từ Connecticut, một thủy quân lục chiến bị tố cáo thông đồng với anh ruột, âm mưu giết người. Đổ rác xuống biển, hai thiếu niên ở Florida có thể ngồi tù 5 năm. California hồ sơ biện lý Thiên Hồ kiện thành phố Sacramento về trì trệ vô gia cư sẽ có phán quyết trong tuần này. Thêm hai hãng bảo hiểm rút khỏi California, hàng ngàn chủ nhà gặp khó khăn. Lốc xoáy mưa đá sẽ ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng miền Nam và miền Trung của Hoa Kỳ. Dân biểu Dean Phillips trở thành đảng viên đảng Dân Chủ đầu tiên kêu gọi Henry Cuellar đảng Dân Chủ Texas từ chức sau khi bị truy tố tội nhận hối lộ. Chính phủ Tổng thống Biden hoàn tất quy tắc cho phép người nhập cư bất hợp pháp từ khi còn nhỏ được ghi danh vào Obamacare. Ông Mike Johnson nói rằng việc bỏ trống ghế chủ tịch Hạ viện bây giờ sẽ là một nước cờ nguy hiểm. Bộ An ninh Nội địa giải tán các nhà chuyên môn phủ nhận câu chuyện về chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden. Tỷ phú Elon Musk đã phản pháo lại Robert De Niro vì so sánh cựu Tổng thống Donald Trump với Hitler Mussolini. Phát hiện đường hầm vận chuyển ma túy dưới bức tường biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Berlin của Đức nói sẽ tặng biệt thự bổ hoang của trùm phát xít Đức. Các nhà chuyên môn cho biết ông trùm Hamas ẩn náu sâu bên dưới Gaza, được bao quanh bởi các con tin được dùng làm lá chắn sống. Cảnh sát Úc Châu đã bắn hạ thiếu niên 16 tuổi cầm dao đâm người. Hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc trình làng mẫu xe nhái xe Tesla Cybertruck. Bắc Hàn phản pháo tuyên bố chung mới của Hoa Kỳ và đồng minh. Tên Việt Nam Phạm Thái Hà thành khẩn nộp tiền khắc phục sau khi biết Vương Đình Huệ mất ghế. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, 7 loại trái cây mùa hè giúp gia tăng miễn dịch. Mùa hè là cơ hội tuyệt vời để cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất quan trọng từ các loại trái cây tươi ngon. Chúng ta khám phá những loại trái cây không chỉ ngon miệng mà còn giúp gia tăng hệ miễn dịch một cách hiệu quả. Đầu tiên là cam và quýt. Cam và quýt là những nguồn cung cấp dồi dào của vitamin C, không chỉ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài mà còn kích thích sự hoạt động của hệ miễn dịch. Một ly nước cam tươi vào buổi sáng hoặc một miếng cam hay quýt cũng giúp cung cấp đủ lượng vitamin C cho cơ thể hàng ngày. Thứ hai là dâu tây strawberry. Dâu tây không chỉ ngon miệng mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các hợp chất chống oxy hóa có trong dâu giúp ngăn chặn sự tổn thương của các tế bào do các gốc tự do, từ đó gia tăng hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Thứ ba là trái xoài. Xoài là một nguồn cung cấp quan trọng của vitamin A và beta-carotene. Hai chất này đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ cho mắt cũng như là vẻ đẹp của làn da, chống lại vi khuẩn và virus. Thứ tư là dưa hấu. Dưa hấu không chỉ giúp giải khát mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Việc ăn dưa hấu giúp cho cơ thể giữ độ ẩm, giúp đỡ quá trình tiêu hóa và gia tăng hệ miễn dịch tự nhiên. Và thứ năm là đu đủ. Đu đủ là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và vitamin A. Như chúng ta đã biết, vitamin C giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và kích thích sự hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra, trái đu đủ cũng chứa một loạt các enzyme tiêu hóa, chẳng hạn như perpen, có thể giúp tiêu hóa protein một cách hiệu quả hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm và kích thích sự hấp thụ dưỡng chất. Điều này không chỉ giúp cải tiến hệ tiêu hóa mà còn gia tăng khả năng miễn dịch của cơ thể bằng cách giúp loại bỏ các chất cặn và độc tố từ hệ tiêu hóa. Thứ sáu là cantaloupe dưa lưới. Dưa lưới chứa nhiều nước giúp giảm nguy cơ mất nước trong mùa hè. Ngoài ra nó còn là một nguồn cung cấp vitamin A và C giúp gia tăng hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương. Thứ bảy là trái nho.
trái nho có một lượng lớn resveratrol, một hợp chất chống oxy hóa có trong vỏ của nho, được cho là có thể giúp gia tăng hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về viêm nhiễm. Planters thu hồi một số hạt đất do lo ngại có thể bị nhiễm Listeria monocytogenes. Công ty mẹ của Planters là Hormel Food Sales đã công bố vào ngày thứ Sáu. Trong thông báo của mình, hãng cho biết hai sản phẩm hạt đang bị thu hồi vì có thể bị nhiễm khuẩn, gây ra vi khuẩn Listeria, có thể gây tử vong cho một số người. Sản phẩm bị thu hồi được giới hạn ở gói 4 ounce là gói đậu phộng rang mật ong và 8,75 ounce là lon hạt hỗn hợp có muối nhẹ Planters Deluxe. Theo thông báo, những sản phẩm này đã được chuyển đến các kho ở Florida, Georgia, Alabama và North Carolina, cũng như những kho của Dollar Tree ở South Carolina và Georgia, đồng thời lưu ý rằng các sản phẩm khác của Planters thì sẽ không bị ảnh hưởng. Hãng cho biết là cho đến nay chưa có báo cáo về bệnh sau khi ăn những loại sản phẩm này. Tất cả các nhà bán lẻ đã được thông báo về việc thu hồi. Đậu phộng rang có mã số là 29000097, trong khi các loại hạt hỗn hợp muối có mã là 29000001621. Theo công ty, nếu như khách hàng có những sản phẩm bị ảnh hưởng này, họ có thể loại bỏ nó hoặc mang nó trở lại cửa hàng để đổi hoặc là hoàn tiền lại đầy đủ. Cam kết của chúng tôi về an toàn thực phẩm vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một cuộc điều tra đầy đủ hiện đang được tiến hành để xác định nguồn ô nhiễm. Theo một thống kê mới Hoa Kỳ, hơn 1 triệu trẻ em đã mất cha hoặc mẹ do sử dụng ma túy quá liều hoặc bạo lực súng đạn trong 2 thập niên qua. Nghiên cứu số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều và thương tích liên quan tới súng đã đạt mức kỷ lục ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây và tạo ra gánh nặng đôi cho những đứa trẻ phải đối mặt với nguy cơ mất cha mẹ và tự tử ngày một gia tăng. Nhìn chung, hơn 1 triệu trẻ em đã mất cha hoặc mẹ do sử dụng ma túy quá liều hoặc là bạo lực súng đạn. Theo nghiên cứu được công bố ngày thứ Bảy trên tạp chí Y khoa JAMA, và gánh nặng đã tăng lên đáng kể theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy gần 100.000 trẻ em mất cha mẹ vì sử dụng ma túy quá liều hoặc bạo lực súng đạn chỉ trong năm 2020, gần gấp 3 lần so với năm 1999. Hai nguyên nhân tử vong này chiếm 23% tổng số ca tử vong của cha mẹ vào năm 2020, gần gấp đôi so với năm 1999. Los Angeles bắt 8 nghi phạm tịch thu kho hàng trộm trị giá hàng triệu đô la. Có 8 nghi phạm đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện hàng hóa bị ăn cắp trị giá hàng triệu đô la trong một vụ vây bắt ở miền nam California. Số lượng lớn hàng hóa đã bị tịch thu là ăn cắp từ nhiều cửa hàng bán lẻ ở California, Nevada và Arizona. Nhóm trộm cắp bán lẻ đã vận chuyển những món đồ bị ăn cắp đến các địa điểm ở khắp quận Los Angeles và bán chúng cho nhiều hoạt động khác nhau. Hoạt động hàng rào tội phạm là một người hoặc một doanh nghiệp cố tình mua hàng hóa và tài sản bị ăn cắp rồi bán chúng để kiếm lời. Thông thường thì hàng hóa bị ăn cắp có thể là kết quả của các vụ cướp giật và trộm cắp bán lẻ. Cảnh sát cho biết, những người dân mua sắm tại các cửa tiệm có hàng rào bí mật này có thể không biết rằng những sản phẩm này đã bị ăn cắp thông qua một hoạt động tội phạm bán lẻ có tổ chức. Nhiều bức ảnh cảnh sát cho thấy, về trận vây bắt này, nhiều loại hàng hóa đã bị ăn cắp, gồm thuốc không kê đơn, mỹ phẩm, các sản phẩm làm đẹp cùng với vật dụng riêng tư và vệ sinh. Cảnh sát phát hiện một nhà kho lớn chứa đầy những thùng hàng bị ăn cắp trị giá hàng triệu đô la. Trong lúc bắt giữ 8 nghi can, cảnh sát còn tịch thu một khẩu súng ăn cắp và rất nhiều tiền mặt, LASD đã thông báo. Cả 8 nghi can đều bị bắt vì tội trộm cắp có tổ chức và nhận tài sản ăn cắp. Họ bị giam giữ tại đồn cảnh sát LASD ở miền nam Los Angeles, tiền thế chân tại ngoại 60.000 đô la cho mỗi người. Chạy xe với tốc độ cao, đụng vào cổng của tòa Bạch Ốc vào đêm thứ Bảy, tài xế thiệt mạng ngay lập tức. Người phát ngôn của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết một chiếc xe chạy với tốc độ rất cao đã tông vào cổng của tòa Bạch Ốc. Các quan chức cho biết không có mối đe dọa nào đối với tòa Bạch Ốc sau khi vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ rưỡi tối. Tuyên bố cho biết các biện pháp an ninh đã được thực hiện khi cảnh sát dọn sạch chiếc xe và người lái xe được phát hiện đã chết. Cảnh sát của Washington DC sẽ điều tra vụ tai nạn cùng với sở mật vụ. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, tại thời điểm này, các nhà điều tra của Washington DC điều tra vụ này như là một vụ đụng xe,
và tai nạn xe thông thường. Tin từ Connecticut, một thủy quân lục chiến bị tố cáo thông đồng với anh ruột, âm mưu giết người. Một trung sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và người anh ruột bị buộc tội trong một âm mưu giết người bất thành nhắm vào 4 người, trong đó có 2 trẻ vị thành niên, theo các viên chức của ABC News đưa tin. Quân nhân Jeremiah, 30 tuổi, bị cảnh sát tiểu bang Connecticut bắt giữ vào ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 5, buộc tội âm mưu cùng anh ruột mình là Joshua Parker, 32 tuổi, người hiện đang bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Corrigan tại Uncasville vào thời điểm thực hiện âm mưu, theo hồ sơ tòa án. Hai anh em Parker bị buộc tội âm mưu giết người và âm mưu gây thương tích cho trẻ vị thành niên. Kế hoạch mưu sát trong đó, Joshua được xem là mồi chài một bạn tù bị giam chung phòng để thuê một sát thủ hồi năm 2022, nhắm vào 4 người, một phụ nữ 29 tuổi, 5 thanh niên 23 tuổi, bé gái 10 tuổi và bé gái 1 tuổi, theo hồ sơ tòa án. Cảnh sát khám phá ra rằng người phụ nữ trưởng thành là mẹ của hai đứa trẻ và người đàn ông trưởng thành là bạn trai của cô. Người bạn tù nói với Joshua rằng ông sẽ tìm một sát thủ bên ngoài nhà tù để thực hiện vụ mưu sát với số tiền 10.000 đô la mỗi người và đòi 500 đô la tiền lệ phí tìm người. Theo hồ sơ tòa, Joshua và bạn tù đồng ý trả 250 đô la hai lần, một lần trả trước và một lần trả sau khi giết người xong. Jeremiah đã ứng 250 đô la cho Joshua trả phần đầu. Joshua bị cáo buộc ghi địa chỉ nơi ở của các mục tiêu, tin tức về nơi họ ngủ và nơi tìm chìa khóa dự phòng trên một mảnh giấy có chữ công việc, cùng họ và tên của Joshua, theo các hồ sơ tòa án. Vụ giết người này bị phát giác khi bạn tù của Joshua đã gửi một lá thư viết tay cho một người phụ nữ 29 tuổi kể chi tiết âm mưu lấy mạng của bà. Người phụ nữ này đã trình báo với cảnh sát Croton, Connecticut. Cảnh sát cho biết bắt đầu điều tra vụ này hồi tháng 10 năm 2022. Người bạn tù bị giam chung phòng đã khai với cảnh sát rằng ông không bao giờ có ý định mướn một sát thủ làm việc này mà chỉ quan tâm tới việc thu tiền từ anh em nhà Parker. Tôi chưa bao giờ có ý định mướn sát thủ hay thực hiện bất cứ hành vi bạo lực nào, người bạn tù đã khai theo các hồ sơ tòa án. Các nhà điều tra đã phát giác ra Jeremiah và Joshua đã bàn bạc về kế hoạch bị tố cáo dưới bức bình phong, đó là một công việc xây cất. Jeremiah đã chuyển khoản phí tìm người 250 đô la vào trương mục nhà băng của người bạn tù chung phòng. Vào tháng 12 năm 2023, Jeremiah được cho là đã thừa nhận với các nhà điều tra ở Texas rằng ông là người trả số tiền và ông biết số tiền đó nhằm mục đích hãm hại người phụ nữ 29 tuổi. Tuy nhiên ông khẳng định là không biết những đứa trẻ có dính líu đến vụ án, theo hồ sơ tòa án. Tôi không tin kế hoạch ban đầu là để cho tụi nhỏ dính dáng đến âm mưu này, Jeremiah đã khai. Jeremiah không nộp 500.000 tiền bảo lãnh và bị buộc tội tại tòa án New London, Connecticut vào thứ Sáu. Không có ai bị làm hại trong âm mưu bị tố cáo, theo hồ sơ tòa án cho biết. Đổ rác xuống biển, hai thiếu niên ở Florida có thể ngồi tù 5 năm. Hai thiếu niên đã đầu thú ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 và bị truy tố tội đại hình gây ô nhiễm sau khi video lan tràn trên mạng xã hội cho thấy họ đứng trên tàu và đổ rác xuống Đại Tây Dương. Theo giới chức và hồ sơ tòa án, NBC News đưa tin, nghi can 15 tuổi và 16 tuổi, mỗi người bị truy tố tội gây ô nhiễm nhằm hãm hại hoặc làm tổn thương sức khỏe con người, động vật, thực vật hoặc sinh vật hay tài sản dưới nước, theo biên bản bắt giữ của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động thực vật Florida, FWC. Đó là tội đại hình cấp độ 3. Nếu bị kết tội, hai nghi can có thể bị tối đa 5 năm tù và nộp phạt 50.000 đô la theo biên bản. Trong thông cáo của FWC vào hôm thứ Sáu, ông Rodney Barreto, chủ tịch của nơi đây đã nói rằng ai coi thường môi trường Florida sẽ không được tha thứ. Đây là một bài học cho tất cả người nào liên quan đến tài nguyên thiên nhiên của Florida rất quý giá và tất cả chúng ta nên góp sức bảo vệ. Ông cho hay, sự việc xảy ra vào hôm Chủ nhật vừa qua trong vịnh Boca. Trong video cho thấy, hai thiếu niên này đã lái tàu ra về sau khi dự ngày hội Boca Pass thường niên ở đó. FWC cho biết, trong video được đăng trên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng rác đầy xuống biển, gồm chai nước nhựa, lon, bao thức ăn, ly nhựa và nhiều thứ khác không biết là gì, theo biên bản. Boca Bass là bữa tiệc lớn dưới biển, mỗi năm thu hút hàng ngàn người. Vào ngày thứ ba, thì ban tổ chức Boca Bass đã lên Facebook tuyên bố hành vi của hai thiếu niên này không đại diện cho tất cả những người tham gia. California, hồ sơ biện lý thiên hồ
kiện thành phố Sacramento về trì trệ vô gia cư sẽ có phán quyết trong tuần này. Cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 tháng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư giữa quan chức thành phố Sacramento và biện lý quận Thiên Hồ vẫn đang tiếp diễn. Họ đưa ra lập luận vào sáng thứ Sáu rằng vụ kiện của họ chống lại thành phố liên quan tới tình trạng vô gia cư không nên làm nhẹ đi. Thẩm phán hiện đang xem xét những phần nào trong vụ kiện do biện lý quận Sacramento đệ trình chống lại thành phố liên quan tới tình trạng vô gia cư nên được tiến hành. Mọi người có thể hỏi tại sao biện lý lại tham gia khiếu nại tình trạng vô gia cư. Suy cho cùng, nhiệm vụ chính của biện lý là an toàn công cộng. Ông Hồ đã đệ đơn kiện thành phố vào tháng 9 cho rằng ông lo sợ cho sự an toàn của nhân viên và người dân khi đi bộ qua các khu trại để đến tòa án. Bất kể cách giải quyết trong trường hợp này và vụ kiện này là một chiến thắng cho dân thường. Đó là một chiến thắng hàng ngày bởi vì trong 7 tháng kể từ khi vụ kiện được đệ trình, thành phố đã thực thi và dọn dẹp nhiều hơn so với 7 năm trước. Và bạn đang có thể nhìn vào bảng điều khiển dữ liệu của riêng họ và thấy được điều đó. Hồ sơ kiện của ông Hồ đã được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, việc thành phố bị cáo buộc không thực thi luật liên quan đến tình trạng vô gia cư là một mối phiền toái cho công chúng. Phần thứ hai là thành phố bị cáo buộc vi phạm quy định về nước khi không giữ sạch các công viên và vỉa hè khỏi các khu cắm trại. Phần thứ ba là thành phố bị cáo buộc vi phạm quy định về cá và trò chơi bằng cách cho phép cắm trại gây ô nhiễm đường thủy. Thêm hai hãng bảo hiểm rút khỏi California, hàng ngàn chủ nhà gặp khó khăn. Thêm hàng ngàn chủ nhà ở California sẽ không còn bảo hiểm nhà vào mùa hè này khi có thêm hai hãng bảo hiểm rút khỏi tiểu bang. Theo tờ báo San Francisco Chronicle vào ngày 17 tháng 4, trong hồ sơ gửi lên Sở Bảo hiểm California, hãng bảo hiểm Tokio Marine America và Trans-Pacific cho biết họ sẽ rút khỏi thị trường bảo hiểm chủ nhà và bảo hiểm cá nhân ở California. Cả hai đều là công ty con của Tokio Marine Holding Inc., một công ty của Nhật Bản. Cháy rừng gây cháy nhà là một trong những lý do khiến các hãng bảo hiểm lo lắng và viện cớ từ chối bán bảo hiểm nhà ở California. Theo hồ sơ của họ, hai hãng này đã ký 12.556 hợp đồng bảo hiểm cho chủ nhà ở California với chi phí bảo hiểm tổng cộng là 11,3 triệu đô la. Tokio Marine cũng bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho 2.732 hợp đồng bảo trợ cá nhân trị giá 400.000 đô la. Theo hồ sơ thì các công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu gửi thông báo không gia hạn hợp đồng cho khách hàng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Họ không nói những tin tức chi tiết về nơi phân phối chính sách của họ trên toàn tiểu bang. Phát ngôn viên của Tokio Marine America cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ rời khỏi thị trường bảo hiểm nhà và cá nhân nhưng sẽ tiếp tục cung cấp bảo hiểm thương mại. Tokio Marine America chủ yếu là công ty bảo hiểm thương mại hoạt động trên toàn Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ cung cấp bảo hiểm cá nhân ở California, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thị trường bảo hiểm cá nhân nói chung, phát ngôn viên của công ty cho biết trong một tuyên bố. California thường viện dẫn nguyên nhân từ nguy cơ cháy rừng. Một số chẳng hạn như Allstate và State Farm đã ngừng hợp đồng mới trong tiểu bang, ngay cả khi họ tiếp tục gia hạn hợp đồng cũ. Mặc dù vào tháng trước State Farm đã thông báo rằng họ sẽ không gia hạn hợp đồng cho 30.000 chủ nhà, một phần nhỏ trong tổng số hoạt động kinh doanh của họ ở California, còn Farmers Direct Insurance đã chọn rời khỏi tiểu bang. Ngoài cháy rừng thì nhiều hãng bảo hiểm đã viện dẫn một loạt lý do khiến họ bỏ rơi khách hàng, bao gồm mật độ, đề cập đến những ngôi nhà quá gần nhau hoặc mức độ rủi ro của hãng bảo hiểm trong một khu vực nhất định và nguy cơ hỏa hoạn sau động đất. Một mối lo ngại bắt nguồn từ ngày 18 tháng 4 năm 1906. Giá nhà đã tăng vọt đối với nhiều chủ nhà ở California. Những người khác đã buộc phải chuyển qua kế hoạch FAIR là một công ty bảo hiểm cháy rừng do chính phủ thành lập là giải pháp cuối cùng. Mặc dù đôi khi kế hoạch này bị cản trở bởi sự chậm trễ, để đối phó với cuộc khủng hoảng này, Ủy viên Bảo hiểm California Ricardo Lara đã đề nghị một loạt các thay đổi gọi là chiến lược bảo hiểm bền vững được dựng ra để thu hút công ty bảo hiểm quay trở lại tiểu bang. Chúng bao gồm những ý tưởng như thay đổi quy trình yêu cầu tăng lãi suất, cho phép các hãng bảo hiểm sử dụng mô hình rủi ro hướng tới tương lai khi tăng phí bảo hiểm. Tất cả những thay đổi của chiến lược này sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Đúng là
Bảo hiểm California lên như là diều gặp gió đó quý vị, tăng một cách kinh khủng luôn. Trong thời gian vừa qua thì các hãng bảo hiểm lần lượt rút đi và đã tạo cái thế kẹt cho những người chủ nhà, bắt buộc phải mua, mắc cỡ nào cũng phải mua. Lốc xoáy mưa đá sẽ ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng miền Nam và miền Trung của Hoa Kỳ. Hàng chục triệu người từ vùng đồng bằng đến Trung Tây một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ bùng phát thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra đe dọa đến tính mạng và mang theo những cơn lốc xoáy kéo dài, mưa đá khổng lồ và gió giật mạnh đến các khu vực vẫn còn quay cuồng vì thời tiết khắc nghiệt trong những tuần vừa qua khiến cho nhiều người thiệt mạng. Trung tâm dự đoán thời tiết của Fox cho biết tình trạng nguy hiểm bắt đầu vào chiều thứ Hai khi nhiều cơn dông bão, bao gồm những cơn dông tiềm ẩn, sẽ bắt đầu phát triển và đi về phía đông ở khắp vùng đồng bằng miền Nam và miền Trung, có thể tiếp tục kéo dài sau đêm thứ Hai. Mối đe dọa thời tiết khắc nghiệt đó mở rộng về phía đông vào thứ Ba và thứ Tư. Sự ảnh hưởng sẽ từ đông nam sang tây bắc khi di chuyển lên cao hơn, sẽ gây ra mối đe dọa thời tiết khắc nghiệt khi đến những vùng cao. Hơn 28 triệu người từ Texas đến South Dakota có nguy cơ hứng chịu dông bão dữ dội vào ngày hôm nay, ngày thứ Hai. Tuy nhiên, các khu vực như Kansas và Oklahoma phải đối mặt với mối đe dọa cao hơn đáng kể. Trung tâm dự đoán bão SPC của NOAA đã đặt hơn 2 triệu người trên khắp miền Trung Nam Kansas, miền Tây và miền Trung Oklahoma vào mức rủi ro cấp 4 trên 5 theo thang rủi ro dông bão nghiêm trọng. Các thành phố nằm trong vùng rủi ro cao ở Oklahoma bao gồm các thành phố Oklahoma, Norman, Lawton, Edmond, Wichita và Kansas cũng đang trong tình trạng báo động. SBC cũng đã nhấn mạnh những khu vực tương tự có nguy cơ xảy ra lốc xoáy vào ngày thứ Hai, với một số khu vực sẽ trở nên mạnh hoặc là cao hơn. Ngoài ra còn có nguy cơ xảy ra lốc xoáy kéo dài. SBC cũng khuyến cáo gần 25 triệu người từ miền Trung Nam đến thung lũng Ohio là có nguy cơ bão cấp 2 trên cấp 5 vào ngày thứ Ba, bao gồm các thành phố lớn như Indianapolis ở Indiana, Nashville và Memphis ở Tennessee. Các thành phố khác trong khu vực bị đe dọa bao gồm Little Rock ở Arkansas, Paducah ở Kentucky, Cincinnati và Columbus ở Ohio. Theo SPC, sẽ có một đợt dông bão vào sáng thứ Ba trên các khu vực của Arkansas, Missouri và Illinois, cùng với những cơn bão đánh vào Plain vào ngày thứ Hai. Trong những ngày tiếp theo, các cơn dông từ nhẹ đến mạnh và dữ dội sẽ tràn vào thung lũng Ohio vào buổi chiều. Theo SPC, mối đe dọa chính là từ những cơn bão đó có mưa đá và gió giật mạnh gây thiệt hại. Chúng ta vẫn còn vài ngày nữa mới đến giữa tuần, nhưng SPC đã đặt một khu vực rộng lớn ở miền Đông Hoa Kỳ vào vùng nguy cơ có thời tiết khắc nghiệt. Hơn 44 triệu người ở các thành phố như Chicago ở Illinois, St. Louis ở Missouri và Indianapolis đang phải đối mặt với nguy cơ cao nhất về thời tiết khắc nghiệt. Dân biểu Dean Phillips trở thành đảng viên đảng Dân Chủ đầu tiên kêu gọi Henry Cuellar, đảng Dân Chủ Texas, từ chức sau khi bị truy tố tội nhận hối lộ. Dean Phillips đã nói trong một bài đăng trên X, mặc dù tiêu chuẩn truy tố của liên bang rất cao, nhưng niềm tin vào chính phủ của chúng tôi lại thấp. Đó là lý do tại sao những người nắm giữ chức vụ và ứng cử viên bị cáo trạng nên từ chức hoặc kết thúc chiến dịch tranh cử của họ, bao gồm cả thượng nghị sĩ Bob Menendez, Donald Trump và dân biểu Henry Cuellar. Dân biểu Cuellar và vợ bị truy tố với cáo buộc nhận gần $600,000 tiền hối lộ và rửa tiền. Trong bản cáo trạng gồm 14 tội danh, bộ nêu rõ Cuellar bị cáo buộc đã nhận các khoản chi từ một công ty dầu khí thuộc sở hữu của chính phủ Azerbaijan và một ngân hàng của Mexico. Cả Cuellar và vợ Imelda đều không nhận tội và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là $100,000. Cuellar là thành viên thứ hai của Quốc hội bị truy tố sau thượng nghị sĩ Bob Menendez, đảng Dân Chủ New Jersey. Bản cáo trạng của thượng nghị sĩ New Jersey từ Bộ Tư pháp về tội nhận hối lộ đã được đưa vào năm ngoái. Chính phủ Tổng thống Biden hoàn tất quy tắc cho phép người nhập cư bất hợp pháp từ khi còn nhỏ được ghi danh vào Obamacare. Thứ Sáu vừa qua ngày 3 tháng 5, chính phủ thông báo rằng họ hoàn tất một hướng dẫn nhằm mở rộng đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng ACA hay còn gọi là Obamacare cho hàng ngàn người nhập cư được đưa đến Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS cho biết trong một thông cáo báo chí rằng
Trung tâm Medicare và Medicaid CMS ước tính quy tắc này có thể dẫn đến 100.000 người thuộc diện tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất. Những người đến Hoa Kỳ từ thời thơ ấu là DACA, trước đây không có bảo hiểm, được ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe thông qua các trung tâm giao dịch bảo hiểm y tế, marketplaces, hoặc là một chương trình sức khỏe cơ bản, BHP. Dự định này mất nhiều thời gian hơn đã hứa và không đáp ứng được đề nghị ban đầu của Tổng thống Joe Biden nhằm cho phép những người nhập cư đó có được Medicaid, chương trình cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp cho những người có thu nhập thấp nhất của quốc gia. Nhưng hướng dẫn này sẽ cho phép hàng ngàn người nhập cư, được gọi là Dreamers, những người nhập cư bất hợp pháp đi theo cha mẹ vào Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ, được giảm thuế khi họ tham gia bảo hiểm sau khi quá trình ghi danh vào Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm Y tế theo đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng bắt đầu vào ngày 1 tháng 11, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Biện pháp này có thể gia tăng sức hấp dẫn của Tổng thống Biden đối với các cử tri gốc Tây Ban Nha, một khối cử tri quan trọng mà ông cần tại các cuộc bỏ phiếu. Hành động này đã khiến cho phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, cô Caroline Leavitt, chỉ trích cùng ngày. Bất cứ người nào tham gia chương trình DACA thời cựu Tổng thống Obama cũng sẽ họ đủ điều kiện để có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm Y tế của chính phủ. Ông Mike Johnson nói rằng việc bỏ trống ghế chủ tịch Hạ viện bây giờ sẽ là một nước cờ nguy hiểm. Trước cuộc bỏ phiếu vào tuần này về kiến nghị truất phế ông khỏi vai trò đứng đầu chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson nói rằng việc bỏ trống vị trí nếu ông bị truất phế sẽ là nước cờ nguy hiểm. Ông đưa ra cảnh báo khi xuất hiện tại chương trình The Laura Cordes Show trên Sirius XM. Do chiến lược gia đảng Cộng Hòa và là cộng tác viên của CNN Alice Stewart làm người chủ trì khách mời. Tôi nghĩ việc đó sẽ là sai lầm đối với đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ việc đó sẽ là sai lầm đối với Hạ viện. Tôi nghĩ việc làm đó là không đúng với quốc gia. Bỏ trống chiếc ghế lúc này sẽ là một nước cờ nguy hiểm. Ông kêu gọi một quốc hội hãy hành động. Ông Johnson đã trở thành chủ tịch Hạ viện vào ngày 25 tháng 10, kế nhiệm cựu dân biểu Kevin McCarthy thuộc đảng Cộng hòa California. Ông McCarthy đã bị bãi nhiệm vào ngày 3 tháng 10 thông qua một kiến nghị truất phế. 8 thành viên đảng Cộng hòa đã cùng với tất cả thành viên đảng Dân chủ làm như vậy. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Hạ viện bị truất phế thông qua kiến nghị truất phế. Nhận xét ông Johnson được đưa ra khi ông dường như vẫn an toàn khỏi việc bị mất vị trí. Ông là người thứ hai kế thừa chức tổng thống sau phó tổng thống. Bộ An ninh Nội địa giải tán các nhà chuyên môn phủ nhận câu chuyện về chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden. Một tổ chức bất vô lợi theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống đã đệ một đơn kiện cáo buộc sự thiên vị chính trị cực đoan mà theo sau đó cơ quan liên bang này đã giải tán nhóm cố vấn chính trị đó. Chính phủ đã đồng ý giải tán một nhóm gồm các nhà chuyên môn an ninh quốc gia như một phần của việc dàn xếp vụ kiện cáo buộc nhóm này thiên vị về chính trị có lợi cho đảng Dân Chủ. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Bộ An ninh Nội địa DHS đã thành lập nhóm các nhà chuyên môn tình báo nội địa để đưa ra lời khuyên về những cố gắng tình báo và an ninh quốc gia. Tháng 11 năm đó, tổ chức America First Legal, AFL, và cựu giám đốc tình báo quốc gia lâm thời Richard Grenell đã kiện DHS nhóm này và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho rằng nhóm các nhà chuyên môn này đã vi phạm các quy định của đạo luật Ủy ban Cố vấn Liên bang FACA. Một năm của FACA quy định rằng một ủy ban cố vấn phải khá cân bằng về quan điểm. Mục này cũng yêu cầu phải có các điều khoản để bảo đảm rằng lời khuyên và khuyến nghị của Ủy ban cố vấn sẽ không bị ảnh hưởng một cách không phù hợp bởi cơ quan bổ nhiệm hoặc bởi bất cứ lợi ích đặc biệt nào. Vụ kiện lưu ý rằng những thành viên của nhóm các nhà chuyên môn là đồng minh chính trị của chính phủ tổng thống. Hầu hết các thành viên đều hoan nghênh các quyết định của chính phủ và kịch liệt lên án biện pháp nước Mỹ trước tiên của cựu Tổng thống Trump về chính sách đối ngoại. Họ đã quyên góp rất nhiều cho Tổng thống Biden hoặc các thành viên khác của đảng Dân Chủ. Ông Mayorkas đã lựa chọn những thành viên sẵn sàng đồng tình không công bằng, đơn kiện nêu rõ. Một số thành viên cũng đã ký một bức thư bác bỏ câu chuyện về máy tính xách tay của Hunter Biden, cho đó là thông tin giả của Nga. Vào ngày 2 tháng 5, các nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện đã đồng ý dàn xếp vấn đề này.
Trong đó, Bộ An ninh Nội địa đồng ý giải tán nhóm nhà chuyên môn này trong vòng 30 ngày. Nhóm này sẽ không tổ chức bất cứ cuộc họp nào trong tương lai. Và Bộ An ninh Nội địa sẽ không khôi phục lại nhóm các nhà chuyên môn trái với FACA hoặc là đạo luật an ninh nội địa năm 2002 này. Thông báo chung đã thỏa thuận nêu rõ. TSS đã đồng ý cung cấp cho AFL các nghị trình và biên bản cuộc họp của nhóm này. Những nội dung này phải được nộp trong vòng 15 ngày. Dựa trên những lời trình bày này, các nguyên đơn đã đồng ý bỏ vụ kiện thành kiến của họ. Bộ đã không thừa nhận có bất cứ hành vi sai trái nào và giữ nguyên lập trường rằng nhóm này không vi phạm FACA. Tỷ phú Elon Musk đã phản pháo lại Robert De Niro vì so sánh cựu Tổng thống Donald Trump với Hitler Mussolini. Elon Musk chỉ trích tài tử Robert De Niro trên X vào ngày thứ Sáu sau khi ông so sánh cựu Tổng thống Trump với những người độc tài khét tiếng Adolf Hitler và Benito Mussolini. Ông Musk đã trả lời đoạn clip phát biểu của De Niro trong chương trình giờ thứ 11 với Stephanie Rule của MSNBC nói rằng các chính sách của cựu Tổng thống không giống với chính sách của cả hai nhà độc tài và tuyên bố rằng lời chỉ trích chống lại cựu Tổng thống Trump mới nhất của tài tử này là quá vô nghĩa. Trong phân đoạn được phát sóng trên MSNBC tối ngày thứ Năm, ông De Niro tuyên bố rằng Trump không thể ở bất cứ đâu gần văn phòng tổng thống và gọi ông ấy là bệnh hoạn và tự ái. Ông cũng giải thích với Ruo những gì ông sẽ nói với những cử tri đang bịt mũi bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tôi không hiểu điều đó. Tôi không nghĩ họ hiểu nó sẽ nguy hiểm đến mức nào. Nếu Chúa cấm ông ấy trở thành tổng thống, tôi không nghĩ họ thật sự hiểu được. Ông tiếp tục so sánh cựu tổng thống với một số nhân vật tồi tệ nhất trong lịch sử. Và về mặt lịch sử, từ những gì tôi đã thấy ngay cả ở Đức Quốc xã, họ cũng có chuyện đó với Hitler. Họ không coi trọng ông ta. Ông ta trông giống như một chú hề, hành động như một chú hề. Điều tương tự như Mussolini. Những người này, tôi không biết tại sao họ trông giống như những chú hề. Nhưng đó sẽ là sự hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. De Niro đã nói về ý tưởng cựu tổng thống Donald Trump sẽ giành lại tòa Bạch Ốc. Ông Elon Musk đã cảm thấy cần phải lên tiếng và ông trả lời trên X rằng chà, cựu tổng thống Donald Trump thực sự đã làm tổng thống được 4 năm và các chính sách của ông không giống với chính sách của Hitler, vì vậy điều này vô nghĩa. Ông cũng chỉ ra một số ví dụ về các chính sách của cựu tổng thống Donald Trump mà các nhà độc tài thế kỷ 20 không có. Theo đuổi và nói rằng, trên thực tế, với Hiệp định Abraham, ông ấy đã đạt được một số tiến bộ hướng tới hòa bình Trung Đông. Điều này chắc chắn không nằm trong chương trình nghị sự của Hitler. Phát hiện đường hầm vận chuyển ma túy dưới bức tường biên giới Mexico và Hoa Kỳ. Mexico vừa phát hiện đường hầm vận chuyển ma túy qua bức tường biên giới. Lực lượng an ninh của tiểu bang Sonora đã phát hiện đường hầm này khi đi tuần tra và giám sát ở khu vực biên giới tại thành phố San Luis Rio, Colorado, thủ phủ của tiểu bang. Đường hầm được đào thủ công dưới bức tường biên giới giữa tiểu bang Sonora của Mexico và Arizona của Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 5, Văn phòng Công tố Mexico FGR đã ra thông báo cảnh sát Mexico phát hiện đường hầm được đào dưới bức tường biên giới này. Đường hầm này được các băng nhóm tội phạm sử dụng để vận chuyển ma túy và đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Đường hầm này dài chưa tới 5 mét, đủ khoảng cách cần thiết để đi qua phía dưới của bức tường biên giới bằng thép được xây dựng ở sa mạc Sonora, hiện là khu vực tranh giành địa bàn vận chuyển ma túy, vũ khí, tiền và người di cư bất hợp pháp giữa băng đảng Sinaloa và các nhóm tội phạm khác. Giới chức của Mexico hiện chưa đưa ra những tin tức bắt giữ các nghi phạm liên quan hay thu giữ ma túy sau khi phát hiện ra lối đi bí mật này. Nhưng lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều dụng cụ như xẻng, xà beng và xô được cất giấu trong các bụi cỏ dại. Các đặc vụ Mexico đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời sử dụng những máy xúc đào lắp đường hầm này. Theo báo cáo của chính phủ Mexico, Mexico đã phát hiện được đường hầm buôn bán ma túy đầu tiên vào năm 1990. Kể từ đó đến nay, cảnh sát đã tìm thấy hơn 230 lối đi bí mật tương tự được các băng đảng sử dụng vận chuyển chất gây nghiện, phần lớn tại tiểu bang Sonora giáp biên giới với Arizona của Hoa Kỳ. Berlin của Đức nói sẽ tặng biệt thự bỏ hoang của trùm phát xít Đức.
Chính quyền Berlin muốn tặng lại biệt thự rộng 17 acre của Joseph Goebbels, thân tín của Hitler đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tôi đề nghị tặng lại bất động sản này cho bất cứ ai mong muốn. Hãy xem nó là món quà từ chính quyền của Berlin. Bộ trưởng Tài chính Berlin Stefan Ever ngày 3 tháng 5 đã thông báo kế hoạch giải quyết căn biệt thự bỏ hoang và mảnh đất rộng 17 acre thuộc về cựu bộ trưởng tuyên truyền của phát xít Đức. Năm 1936, Berlin đã tặng mảnh đất cách thành phố 40 cây số về phía bắc cho Goebbels. Ông ta đã xây biệt thự trên mảnh đất này vào năm 1939, biến nó thành nơi nghỉ mát cùng vợ và 6 người con, đón tiếp thủ lĩnh phát xít, những người nghệ sĩ, những tài tử. Một số ghi chép còn cho thấy ông từng đưa tình nhân tới đây. Sau khi Goebbels tự sát cùng vợ con vào năm 1945, lúc Berlin thất thủ, căn biệt thự được trưng dụng làm bệnh viện quân y, sau đó chuyển giao cho tổ chức đoàn thanh niên của Đông Đức. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, tòa nhà đã không được sử dụng thường xuyên rồi bị bỏ hoang trong nhiều năm qua. Tòa nhà này hiện đang nằm trong địa phận của tiểu bang Brandenburg, nhưng được quản lý bởi tiểu bang Berlin từ năm 1990. Chi phí bảo trì ngôi nhà này đã trở thành gánh nặng cho ngân sách. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị tặng lại bất động sản 17 hectare này cho tiểu bang Brandenburg hoặc cơ quan liên bang, nhưng luôn bị từ chối. Nếu vẫn không ai chịu tiếp nhận như những thập niên qua, chính quyền tiểu bang sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phá vỡ tòa nhà. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án này, ông Ever đã nói. Ông hy vọng rằng tiểu bang Brandenburg sẽ nhận ngôi nhà này, và ông cũng không đề cập liệu Berlin có sẵn sàng tặng lại ngôi nhà này cho tư nhân hay không. Chính phủ Đức nhiều năm qua thường rơi vào tình thế khó xử đối với các ngôi biệt thự từng thuộc về chế độ phát xít trước năm 1945. Phần lớn, những phương án phải tháo dỡ rất tốn kém do kiến trúc kiên cố, nhưng chính phủ Đức cũng không thể bảo tồn những địa điểm này do lo ngại kích động lực lượng cực hữu trỗi dậy. Các nhà chuyên môn cho biết, ông Trump Hamas ẩn náu sâu bên dưới Gaza, được bao quanh bởi các con tin được dùng làm lá chắn sống. Kế chủ mưu khủng bố đằng sau vụ thảm sát gần 1.200 người của Hamas, trong đó có hơn 30 người Mỹ, được cho là đang sử dụng con tin làm lá chắn sống để ngăn chặn binh lính Israel đang tìm cách bắt ông trong một đường hầm sâu bên dưới Gaza. Tin tức về ông trùm Hamas, Yawar Sinwar, được tướng Chuck Kean, nhà phân tích chiến lược cao cấp của Fox News Channel và cựu phó tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Sky News Australia vào ngày thứ Năm. Khi nói, các nguồn tin của tôi cho biết rằng Sinwar, thủ lĩnh số 1 ở Gaza của tổ chức Hamas, có 15 đến 20 con tin bảo vệ ông và gia đình ông ấy. Đó là lý do tại sao họ giữ những con tin này để bảo đảm sự sống của họ. Israel hoàn toàn đúng khi gây áp lực quân sự lên họ để buộc họ thả các con tin. Tiết lộ của Kean trùng hợp với tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zaki Hanepi trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Israel Channel 12 vào ngày thứ Bảy rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF suýt giết chết Sinwar. Hanepi cho biết Sinwar đang sống trong thời gian vay mượn và anh ta sẽ không sống sót sau cuộc đối đầu này. Israel đã treo giải thưởng $400,000 cho ai bắt được Sinwar. Vào tháng 12, Israel đã thả truyền đơn xuống Gaza treo giải thưởng cho những tin tức về vị trí của người đứng đầu cao nhất của Hamas. Hanabi cho biết IDF gần như đã tiêu diệt được Sinwar trong vài tháng qua. Rõ ràng là khó khăn đưa ra quyết định về con tin, điều đó có nghĩa là sự kết thúc của sự cai trị Hamas. Bởi vì đó là thời điểm anh ta từ bỏ lá bài rất quan trọng cho sự sống còn của mình. Các con tin của chúng ta, điều đó không hề dễ dàng đối với anh ta, và đó là lý do tại sao mọi thứ bị trì hoãn. Cảnh sát Úc Châu đã bắn hạ thiếu niên 16 tuổi cầm dao đâm người. Sự việc xảy ra ở thành phố Perth, vùng duyên hải miền Tây nước Úc, nhà chức trách cho biết. AP đưa tin việc xảy ra ở bãi đậu xe của cửa tiệm kim khí tọa lạc tại vùng ngoại ô Willerton tối thứ Bảy. Hung thủ thiếu niên tấn công người đàn ông rồi lao tới cảnh sát trước khi bị bắn hạ. Thủ hiến miền Tây của Úc, Roger Cook nói với các ký giả vào ngày Chủ nhật. Dường như người thiếu niên này bị cực đoan hóa trên mạng xã hội, Cook nói trong một cuộc họp báo. Nhưng ngay bây giờ tôi muốn trấn an cộng đồng rằng có vẻ như chỉ có duy nhất một hung thủ trong vụ này. Tại bãi đậu xe thì cảnh sát tìm thấy một người đàn ông với vết thương ở lưng.
Ông được chở đi bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát và các đặc vụ thuộc Tổ chức Tình báo An ninh Úc ASIO đang tiến hành cuộc điều tra chống khủng bố ở thành phố Duyên Hải, miền đông Sydney. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, ông được Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Rishi Kershaw và Tổng Giám đốc ASIO Mike Burgess, người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa chính của Úc, cho biết về vụ đâm người mới nhất ở Perth. Cảnh sát cho biết, sau khi họ nhận được cuộc điện thoại từ một người dân trình báo, có một vụ đâm người bằng dao xảy ra vài độ xe. Ba cảnh sát liền đến, một người cầm súng và hai người cầm súng điện. Hai cảnh sát cầm súng điện đều khai hỏa, nhưng họ không thể làm gì được trước khi hạ gục hung thủ bằng một phát súng. Hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc trình làng mẫu xe nhái xe Tesla Cybertruck. Một trong những nhà sản xuất xe hơi Big Four của Trung Quốc đã trình ra một chiếc xe tải với ý tưởng chạy hoàn toàn bằng điện mới và trông giống một cách kỳ lạ với chiếc Cybertruck mang tính biểu tượng của Tesla. Chiếc xe mang tên là Mini Truck ý tưởng 2024. Cybertruck nhái của Trung Quốc có thể sẽ có giá rẻ hơn nhiều so với chiếc xe của Tesla vì dựa trên khoản trợ cấp hàng tỷ đô la cho xe điện của Trung Quốc. Chiếc xe này đã được trưng bày tại triển lãm xe hơi của Bắc Kinh 2024 tuần qua. Họ tự hào chiếc xe có một chiếc lều bật ra trên tấm nệm trên giường của chiếc xe, được bảo vệ bởi thân kim loại màu bạc nặng hơn nhưng tròn trịa hơn, cùng với đèn LED phía sau dài hết cỡ để cho những người đi qua có thể nhìn thấy. Hãng xe này đã chế tạo mẫu xe điện EV mang phong cách của Cybertruck, bán hơn 2 triệu chiếc xe hơi mỗi năm, chủ yếu là thông qua liên doanh cộng tác với các nhà sản xuất xe hơi ngoại quốc, bao gồm cả Honda và Nissan của Nhật Bản, cũng như là Peugeot có trụ sở tại Pháp. Bắc Hàn phản pháo tuyên bố chung mới của Hoa Kỳ và đồng minh. Đại sứ của Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc Kim Song nói rằng, những cố gắng do Mỹ dẫn đầu nhằm thành lập nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn sẽ thất bại. Đại sứ Kim Song phát biểu nhằm đáp lại tuyên bố chung mà Hoa Kỳ và các đồng minh đưa ra trong tuần vừa qua, kêu gọi tiếp tục công việc của một nhóm các nhà chuyên môn. Liên Hiệp Quốc giám sát lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn vì chương trình vũ khí nguyên tử và tên lửa của Bắc Hàn, theo Reuters. Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc nói rằng các thế lực thù địch có thể thành lập các nhà chuyên môn thứ hai và thứ ba trong tương lai, nhưng tất cả đều chắc chắn sẽ tự hủy diệt theo thời gian. Hãng thông tấn KCNA đã dẫn lời ông trong một tuyên bố ngày 5 tháng 5. Trong tháng trước, thì đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đã đến thăm khu phi quân sự Liên Triều. Chuyến đi của bà diễn ra sau khi Nga ngày 28 tháng 3 phủ quyết cho việc gia hạn một nhóm các nhà chuyên môn của Liên Hiệp Quốc giám sát các biện pháp trừng phạt thế giới đối với Bắc Hàn. Trung Quốc ngày 28 tháng 3 cũng đã bỏ phiếu trắng thay vì cùng Nga phủ quyết. Tất cả những thành viên khác bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn cho các nhà chuyên môn này của Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lâu nay chia rẽ về vấn đề Bắc Hàn. Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc là Cảnh sản ngày 28 tháng 3 lập luận rằng các lệnh trừng phạt này đã làm trầm trọng thêm căng thẳng và sự đối đầu, gây ra ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến tình hình nhân đạo. Bắc Hàn đã chịu nhiều lệnh trừng phạt kể từ năm 2006 do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra để đáp trả chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Kể từ năm 2019, Nga và Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng các lệnh trừng phạt không có thời hạn. Tên Việt Nam Phạm Thái Hà thành khẩn nộp tiền khắc phục sau khi biết Vương Đình Huệ mất ghế. Phạm Thái Hà, 48 tuổi, là trợ lý của ông Vương Đình Huệ, người vừa mất ghế Chủ tịch Quốc hội ở Việt Nam, được thấy là đã khai báo với thái độ thành khẩn, làm rõ bản chất vụ án, chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Tờ báo trong nước ngày 4 tháng 5 dẫn lời ông Tô Ân Sô, phát ngôn nhân của Bộ Công an Việt Nam cho biết tin tức này. Ông Hà được biết tới là tay hồn chìa khóa của ông Huệ và đi theo làm trợ lý của ông Huệ từ lúc ông Huệ còn làm tổng kiểm toán nhà nước cho tới khi làm người đứng đầu quốc hội. Ông Hà bị bắt ngay tại phi trường Nội Bài ngày 12 tháng 4 sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Huệ, nhưng Bộ Công an chỉ xác nhận tin này vào hồi nửa tháng trước với cáo buộc dính líu vụ án liên quan đến tập đoàn Thuận An. Tuy đề cập đến thái độ mới nhất của ông Hà, nhưng ông Tô Ân Sô không tiết lộ ông này đã thành khẩn khai báo thêm những gì và đã nộp bao nhiêu tiền để khắc phục hậu quả.
Có thể có những chi tiết này chỉ sẽ được làm rõ khi Bộ Công an công bố kết luận điều tra và truy tố các bị can trong vụ Thuận An. Ngoài Phạm Thế Hà, hai người là Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An và Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũng được thấy là thành khẩn khai báo sau khi bị bắt. Đáng lưu ý, ông Tô Ân Sô còn kêu gọi thêm những ai mắc sai phạm trong vụ Thuận An hãy báo cáo trung thực với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Mến chào hai cháu Hồng Loan Bảo Lộc. Trước hết chú xin chúc hai cháu luôn vui khỏe, trẻ mãi để phục vụ cho cộng đồng. Chú tên là Vinh Nguyễn, ở trại tị nạn Palawan năm 1979 và qua Mỹ năm 1980. Muốn tìm các bạn cùng trại vào thời đó. Gia đình cô Nguyễn Thị Cẩm Hồng ở khu 6, bác sĩ Nguyễn Thành, cô Võ Thị Như Tâm. Nếu như quý vị có nghe được tin này, hãy liên lạc với anh, địa chỉ email là vinngocng@gmail.com. Thành thật cảm ơn hai cháu rất nhiều, chú Vinh. Bảo Lộc xin được nhắc lại, chú Vinh tìm những người bạn trước đây ở trại tị nạn Palawan năm 1979 và qua Mỹ năm 1980. Những người bạn tên là Nguyễn Thị Cẩm Hồng, khu 6, bác sĩ Nguyễn Thành, cô Võ Thị Như Tâm. Nếu cô chú nghe được tin này hoặc ai biết cô chú đang ở đâu, xin hãy liên lạc với chú Vinh qua địa chỉ email vinngocng@gmail.com. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, Loan muốn làm cái gì vui vui đây? Hôm nay thứ hai đầu tuần, mình rất là mong tất cả chúng ta có một tuần lễ may mắn. Thì điều mà Loan muốn nhất là quý vị hãy chia sẻ dùng những lá thư để mà chúng ta có được những tin vui để mà chia sẻ với nhau hả quý vị ha? Tin vui, tiếp nối tin vui nha quý vị. Ừ, rồi, muốn tiếp nối tin vui dữ lắm. Giờ có gì hay vui mới lạ đâu, chia sẻ đi Bảo Lộc. Không biết vui không nhưng mà cái này có mới lạ. Mới lạ hả? Ngày hôm nay Lộc chia sẻ những cái lý do gì sao người trẻ tuổi nên học hỏi những người lớn tuổi. Wow. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi đã già, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ. Wow. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi đã về già, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi về già, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính bản thân mình. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi về già, ta mới biết người biết lắng nghe mới là người thông thái. Yeah. Quá hay. Hay ha. Còn nữa, nhưng mà để bữa khác mình nói tiếp. Ngày hôm nay như đó đủ rồi. Học hỏi được khá nhiều ngày hôm nay đó Bảo Lộc. Cảm ơn quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và một số triết lý nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.